À, nó hay thiệt á, nó sạch sẽ nữa. Ủa mẹ đâu tôi ra không thấy gì đó hả? Ủa mẹ mày bị mẹ mày ngủ với mày, mày ngồi kế mẹ mày mình biết. Ủa ai bị gì chứ, bị ai hãm? Không biết ai nữa, mặt giống con tò. Nó hãm ở đâu? Nó hãm trong công trình tao biết đâu. Công trình đó hả? Ủa. Công viên hay công trình? Không biết. Nó nói nhà nó có 7 hẳn công trình. Cái ta nói để ta trốn chồng ta về ta mặc anh phành bảy con cặc chờ ta ở trong công trình. Chắc là đó bị người ta hãm là chết. Hai bảo lĩnh là con Giang có vợ dám hãm chết rồi. Trời có khổ lắm. Chết xấu vậy mà cũng bị tao cũng tâm vắng ngay chim á. Ê, con nhỏ đó chăm mình hết luôn á Quyền. Cỡ bằng con chăm đẹp lắm, cá đầu dòng. Chồng của tao chăm nguyên cái lâu đài mình ái. Đẹp lắm. Trời ơi, mẫu tầm mẫu luôn kìa. Đó, ngủ được. Bảo hôm nay chỉ cũng rất là câu luôn. Ngày này quanh ông rồi, để con qua làm trước không? Đó chích chìm vào chích ngủ luôn nha cả nhà. Đó ăn no sai rồi bắt đầu không gì á làm mà ngủ rồi. Chứ chỉ có ăn với ngủ thôi đúng không mày chất? Ngủ xong nó ngồi dậy ăn tiếp. À đúng rồi, ngủ xong nó nó bụng quá à. Má chồng có gì ăn má chồng. Trời ơi, 8594 ngày là nay. Năm 94 nó ra năm 71. Đủ liền cho mày chưa? 94 lên đường. Đổi ngưng á, mày biết chỗ ngay chùa không? Lại nói chị chứ, chứ kêu đổi á. Nói vậy đó. 845. Còn mẹ đi chùa hả? Còn mẹ đi chùa với mẹ. Mất đi chùa đâu? Mẹ vô chào với mẹ. Mất đi chùa đâu? Đi cái nào giờ? Ê, bữa trong lai mày á. Ừ, cái giờ đẹp ghê à. Cái cũng khoảng 2 giờ về. Ủa mấy giờ sáng vô mà. Đi lại chứ. Trang ngủ lẹ. Đi mấy giờ mà đi giờ. Ship con đi chắc cỡ 1 2 giờ con về. 1 2 giờ kia về cái này. Trễ đó là 3 giờ rồi chứ. Cái gì chứ khỏe. Người quả vậy đẹp đi nha. Làm em khỏe nha. Dạ dạ. Giờ đi luôn hả? Trời ơi, nói đây có gì ăn đâu đó bụng mấy mẹ. Hả? Mày đi cơm đi. Ôi, cái hổng tiếu này kia đi nhìn không? Giờ hát đồ vậy? Em còn lắm rồi. Hôm nay chị Trang cũng đến thăm xúc chuẩn bị lát nha, chị Trang đi Vinh Cô nên chị Trang cũng ghé thăm gì chất xíu không chị Trang? Chị Trang cũng ghé thăm người chất với thăm xin rồi đó cho anh dạ. Chị là bên đây lát dạ. Em lát chị cũng đi chùa đó cũng bị đi Vinh Cô đó chị. Đi Vinh Cô chúc chị có chuyến đi vui vẻ nha. Cảm ơn là đi là về liền tính ra cũng mệt ha. Ủa sao mình không để trưa mai về luôn chị? Không có, tại vì chị lên lại rồi vô vòng vòng chơi với bạn vòng vòng chơi vài lát ngay. Cái em nghe nói buổi sáng như có lợi nữa mà không đâu. Sáng mai giống như 6 giờ sáng là như là chắc ngày mai vậy cưng. Đúng rồi. 11 giờ ngày 12 đấy. Tại nhóm VV là tối nay cũng đi mà 3 giờ đi sáng mới đi. 3 giờ sáng đi là cũng đón một cái lễ buổi sáng nữa, còn chị đúng là chú ý lên chợ hấp nhàn thôi. Đi lại đâu đàng hoàng đi về. Với hôm nay lên chợ sao chị? Lên lại rồi đâu đàng hoàng, ở chơi vòng vòng ở cưng là cỡ 2 3 giờ kia về tới đây luôn. Với hôm nay chợ chắc đông lắm ơi chị. Đông cưng. Đông em. Ở chợ này lễ hội mấy người trong cộng đồng đông lắm. Đúng rồi, đông lắm. Rồi. Thôi chị bận gì chị làm đi chị. Không gì hết á. Bận gì qua ngồi đi chị. Đó giờ chức vẫn đang ngủ nha chị Trang qua đi. Chức ngủ ngủ nha cả nhà. Rồi rồi ok chị. Chúc chị nhiều sức khỏe vui vẻ nha chị. Nhiều son nha chị. Ôi mình ngại là mày cứ quay là nó quê đó, cứ quay hoài chàng nó quê. Mày cứ dí mà chất bệnh nó dí lại cho coi mình làm gì tao đó chặt chặt.
không ăn gì chức nó không ăn, đâu có ép gì chức ăn đâu mà chức phải lo, con kêu thôi coi chức có ăn không. Không có ăn, mới ăn ba cái giò. Ôi nó rồi, cái lụng què bánh tiếu hoài. Ôi giời, chức ngồi đây, chị ngồi đây nha, đó. Chị em mãi mãi bên nhau bạn nhé. Cái này hết tiền má mới ăn giàu rồi. Anh đâu có hỏi gì chức đâu. Nói chung gì chức ăn gì ăn, không ăn thôi đâu ai ép mình được đâu, tiền là tiền của mình. Ý là mẹ không kiềm chế được. À, ý là đừng có hỏi, hỏi là mẹ ăn đó. Kiểu là chức cũng như cái kiểu là những giây phút này là giúp có ăn được gì là chức ăn thôi, không có suy nghĩ nhiều. Có gì chức xe là chở có chức thì xe này đi với đã là đi với đã. Ờ, xe này chỉ mà chân ra ờ, xe này mà đi cho đóng to mà chở được đi. Ồ, đó chức nó đi xe này đã lắm nha cả nhà. Limousine vậy. Ai muốn vậy? Cái muốn cho ai? Ai bao vậy? Ai bao hả? Không có đâu má. Ăn 5 cục dầu rồi. Rồi, không đem vô rồi tới công chuyện. Tụ má bán điếu nha, cà điếu có tiền nha. Rồi tới công chuyện tới. Không ăn mà cũng bán thiếu nữa là hiểu rồi đó. Ghiền lắm rồi á. Tiền không có mà vẫn muốn muốn ăn hay chứ. Mày có nhậu không cầm? Không. Mày mà không nhậu. Đó, tao trốn ngoài cái chỗ quán tao gà ngồi. Viên thần viên quyền. Không biết điểm không vào quà tao trốn luôn. Đi đâu không biết không? Ừ. Vô có chân tố cũng biết luôn đó mà. Muốn nói trời ơi mà ăn lần 50% mà phụ chủ rộng quá trời. Những ngày nay cậu thấy mì nó vô bán vàng chồng còn canh hoài bà Miên á, bà bán vàng tốt lắm á mà. Thì ra nãy giờ rất là thèm nhưng mà không dám ăn, thì ra có một người bất ngờ mời gì chức, thì chức giờ mới ăn nha cả nhà. Trời ơi, nãy giờ mọi người có quay clip, em có quay clip mọi người có xem không? Trời ơi, tôi không có ăn nha. Bây giờ có người mời, ê cái ly gì của con? Đi mẹ cho con cái bỏ ốc coi. Trời má mày cũng toàn màng chó. Trời ơi, bỏ kìa. Chị không bỏ vô cái ly của gì chức đi. Có bún coi chừng lại con nha. Không ngoài á, không ngoài. Dễ ra mê lùn quá trời bệnh rồi. Hết rồi ơi. Trời ơi, trời sốc kìa, sốc kìa, ghê không? Sốc lát sốc vô người hết là mệt nha. Có ngon gì chứ. Mẹ mày có bao củ ăn lớn hết á. Chơi luộc hai gói bao củ ăn nữa. Mẹ có củ xíu ăn. Ít chứ ăn nhiều quá cũng mệt. Cảm ơn anh nhiều nha. Ồ, ghê vậy. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có chơi chết hả anh? Bây giờ bảo rồi, không nào xảy ra. Nổ quá nha. Ở đây giờ ai có được youtuber nữa ha? Mấy dưới kia nè, mấy chai dưới kia nữa mày á. Đó, mẹ chào Việt Kiều đi chất. Việt Kiều Cambodia nè. Thôi để mẹ mẹ xuống rồi, mỗi nồi da gì đó. Ai cho nữa vậy? Đó mà chất không á. Đó, bỏ ăn hộp thì anh em ăn hộp. À, ý là anh em ăn chung hộp vậy vui vẻ thôi, cũng mời hai hộp. Rồi chức chúng đại bàn chủ một lần là chức một hộp đó còn. Lấy đây một hộp lấy rồi chức em đi anh. Chức ăn nữa đây chức. Ừ. Lấy đây một hộp đi chức ăn ai nhịn đi chức ơi. Ừ. Chức, lấy một hộp đi. Ăn đây đúng không? Mình muốn lòng của người ta. Ngon quá. Làm gì vậy?
Đây là quỷ thôi. Ai nhắc ai trước? Nãy giờ ấm ức lắm rồi. Anh Tuấn Nguyễn cho thì Duy Quý ấm ức lắm. Bây giờ trời ơi chồng nha. Chị chào chị hả? Hỏi chị làm sao hôm nay cô đề đi đi con đó này chị Huyền chở chức về chào mọi người cái gì chứ chào mọi người nha nhìn em coi con nghiệp rồi về con ơi mày chơi đỉ hoài vậy con mày giống mừng chồng quá vậy đại về quá đụng má út quần nè ơi cái gì út quần đâu có gì ra quần nhớ này mới đau mà có ôm con không có ôm con bắp bìm bịt gì không không má chỉ con trai mới làm thôi đúng không rồi chứ cái máu quỳ chức nè ôm đợi chưa về đi ôm vô kìa nó khùng đủ má xe đạp nó cũng lên con quỷ đi bụng rồi chạy về đi chị rồi con chở mẹ về đi bà chào nha tối cho đừng cái miệng quá nhớ trời đi sinh nhật nha. Nhớ đi sinh nhật luôn nhớ luôn rồi bye bye chức nha. Đó giờ em về chị Sương ngồi trong đây nha cả nhà vui vẻ nha cả nhà kết thúc clip tại đây nha hẹn người clip sau nha.